thầy hướng dẫn các em tính toán với hệ thanh hình vẽ của hệ thanh trên như trên hình số 2 l1 bằng l2 bằng bằng 1 mm à, 1 m theo phương án 1 diện tích của thanh các thanh là a bằng 0,702 à, m vuông f1 bằng 10.000 10 Newton f2 bằng 3.000 Newton bước đầu tiên chúng ta sẽ phải xây dựng cái mô hình kết của đối tượng thì cái mô hình kết của đối tượng như trên uh, giao diện của lợi ích thì thầy đã làm rồi cái này uh, nó cũng đơn giản thì thầy sẽ không hướng dẫn chi tiết.